bé thì chăn nghé chăn trâu, trận bầy đã lấy bông lau làm cờ, lớn lên xây dựng cơ đồ, 12 sứ tướng bấy giờ đều thua. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua họ Đinh, tên Húy, bộ lĩnh, dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12 năm. Vua tài năng thông minh hơn người, dũng lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, nối lại đại thống của Triệu Vũ Đế. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, định đô ở đất Hoa Lư, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, sáng lập triều đại nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam. Đinh Bộ Lĩnh sinh vào ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thân sinh ông là Đinh Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ Sử Hoan Châu, một chức quan đứng đầu vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. Đến thời Ngô Vương Quyền 939-944, ông vẫn giữ chức vụ ấy cho đến lúc mất. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, hàng ngày chăn trâu cho người chú ruột là Đinh Dự. Khi mà nhóm trẻ chăn trâu tụ tập rất đông vui và thấy có nhiều khí thế rất sôi nổi, Đinh Bộ Lĩnh liền nghĩ ra cách là thịt con trâu đầu đàn của chú mình để khao quân. Khi thịt xong thì ông chú Đinh Dự ra hỏi cháu rằng trâu đâu rồi. Thì Đinh Bộ Lĩnh nói rằng chú ơi, trâu chui vào trong núi mất rồi. Thế là Đinh Bộ Lĩnh đưa cái đuôi trâu cắm vào cái vách của núi. Ông chú tưởng thật mà lôi con trâu ra, thì không ngờ lôi thì được mỗi cái đuôi trâu. Ông chú ngã chỏng gọng ra mới biết rằng bị lừa cháu, mới vác gươm đuổi theo. Đinh Bộ Lĩnh chạy mãi cho đến một bờ sông cái rất lớn. Đinh Bộ Lĩnh thấy đến đây không còn có thể thoát được nữa, liền mới gọi lên rằng Long ơi Long, tức là gọi tên một người bạn ở trong cùng chăn trâu với mình mà nhà ở gần đó. Long ơi Long, ra cứu ta với. Không thấy Long ra cứu mà trên sông hiện lên một con rồng vàng rất lớn, nổi lên hụp đầu ba cái và ghé lưng vào. Đinh Bộ Lĩnh liền nhảy lên lưng rồng để bơi qua sông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: vua lúc còn nhỏ, cùng với lũ trẻ chăn trâu ngoài đồng, bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, tất bắt chúng khoanh tay, làm kiệu để khiêng, cầm hoa lau đi hai bên để rước, như nghi vệ thiên tử. Ngày rỗi, thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác. Đến đâu, bọn trẻ đều sợ phục, hàng ngày rủ nhau đến kiếm củi, thổi cơm để phục dịch. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, mổ lợn nhà cho bọn chúng ăn. Phụ lão, các sách bảo nhau: đứa bé này khí lượng như thế, ắt làm nên sự nghiệp. Bọn chúng ta nếu không về theo, ngày sau hối không kịp. Ông cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ, bày trận giả đánh nhau. Trong đám bạn đó có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú, những người sau này cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên sự nghiệp và trở thành quan tứ trụ của nhà Đinh. Nơi đây vẫn còn truyền tụng câu ca: trần ai, ai biết, ai đâu, Hoa Lư có đám trẻ trâu anh hùng, cờ lau tập trận vẫy vùng, làm cho mầm lạc trồi hồng vẻ vang. Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền, cướp ngôi nhà Ngô, tự lập làm vua, xưng là Dương Bình Vương. Nhiều nơi không chịu thần phục, các hào trưởng nổi lên cát cứ, thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, được các thần tướng trung thành với nhà Ngô ủng hộ, lật đổ Dương Tam Kha, tự xưng là Nam Tấn Vương, đón anh là Ngô Sương Ngập về cùng làm vua. Ngô Sương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, hai anh em cùng làm vua, đóng đô ở Cổ Loa, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương.
năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh mà chết. Chỉ còn lại một vua là Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh dẹp hai thôn nổi loạn ở Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội, bị phục binh bắn chết. Con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí nối nghiệp. Nhưng thế lực ngày càng yếu kém, phải lui về giữ đất Bình Kiều tại Thanh Hóa. Các quý tộc, tướng thần nhà Ngô và các hào trưởng địa phương đều đồng loạt nổi lên, mỗi người chiếm giữ một vùng đất, xưng hùng, xưng bá, sử gọi là nạn cát cứ 12 sứ quân. Trước tình hình đó, Đinh Bộ Lĩnh tập hợp dân chúng ở vùng Động Hoa Lư, nay thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn. Nhưng do bất hòa với người chú là Đinh Dự, Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn sang đầu quân trong đạo binh của sứ quân Trần Minh Công, tức Trần Lãm, ở Bố Hải Khẩu, nay thuộc phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô, có chí khí, Trần Minh Công đã cao tuổi, liền trao cho Bộ Lĩnh nắm giữ binh quyền. Khi Trần Minh Công qua đời, Bộ Lĩnh kéo toàn bộ quân Bố Hải Khẩu về cùng với quân Động Hoa Lư, chiếm giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, chống lại triều đình nhà Ngô và các sứ quân khác. Để có điều kiện xây dựng lực lượng, Đinh Bộ Lĩnh cho con trai mình là Đinh Liễn về Cổ Loa làm con tin cho triều đình Hậu Ngô. Năm 951, triều đình Hậu Ngô cất quân từ Cổ Loa vào vây đánh nghĩa quân Hoa Lư hơn một tháng trời. Không thể hạ được thành Hoa Lư, vua Ngô treo Đinh Liễn lên cây cao, ra điều kiện nếu không đầu hàng sẽ giết chết Đinh Liễn tức khắc. Đinh Bộ Lĩnh vẫn không nào núng, sai mang tên nỏ bắn vào Đinh Liễn để tỏ thái độ, dẫu mất con chứ nhất định không chịu đầu hàng. Quân triều đình đành phải rút quân về Cổ Loa. Được sự ủng hộ của nhân dân, năm 965, khi lực lượng đã đủ mạnh, Đinh Bộ Lĩnh cất quân tiến đánh các sứ quân cát cứ. Sứ quân Phạm Bạch Hồ ở Đằng Châu, Hưng Yên tự đem binh hàng phục. Riêng hai sứ quân Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều thuộc Triệu Sơn, Thanh Hóa, là con cháu Ngô Vương, đã được Đinh Bộ Lĩnh dùng mưu hàng phục. Ông đánh đâu thắng đó nên được tôn là Vạn Thắng Vương. Với những sứ quân mạnh như Đỗ Cảnh Thạc chiếm cứ vùng Đỗ Động Giang, Thanh Ngoài, Hà Nội, có thành cao, có hào sâu bao quanh, ông đã dùng mưu lược phá thành. Ban đêm, Vạn Thắng Vương cho bao vây bốn mặt thành, phóng hỏa tiễn đánh bất ngờ. Đỗ Cảnh Thạc quân tướng không ứng cứu được nhau, bèn bỏ thành chạy. Đỗ Cảnh Thạc chết trong chiến trận. Thành Đỗ Động bị hạ. Sứ quân Nguyễn Siêu chiếm cứ Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Vạn Thắng Vương bảy binh bố trận giao chiến, Nguyễn Siêu thua, ngầm cử người qua sông xin cứu viện sứ quân khác. Vạn Thắng Vương biết tin, bèn nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại. Quân Nguyễn Siêu tàn tác, Nguyễn Siêu chết ngay tại trận. Các sứ quân Kiều Công Hãn, Kiều Thuận, Nguyễn Thủ Tiệp đều thất bại ngay từ lần đầu ra quân. Nạn cát cứ 12 sứ quân đã bị nghĩa quân Hoa Lư dưới sự thống lĩnh tài ba của Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan. Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, được tôn là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, nay thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vua lên ngôi, định trăm quan, đặt 6 quân, chế độ gần đủ. Nước Nam ta được chính thống kể từ đây. Khi mà dẹp loạn 12 sứ quân xong vào năm 968 Mậu Thìn, Đinh Bộ Lĩnh không chọn lại Cổ Loa là nơi trước đó của thời nhà Ngô đã xây dựng kinh đô để mà đóng đô, mà ông lại chọn Hoa Lư để lập đô. Điều này có một ý nghĩa rất to lớn. Thứ nhất, yêu cầu của đất nước ta trong thời kỳ mà Đinh Bộ Lĩnh vừa thống nhất đất nước là kẻ thù xâm lược ở phía Bắc là nhà Tống và phía Nam là Chiêm Thành vẫn còn rình rập. Thứ hai là đối với các cái cát cứ của các sứ quân, tuy đã bị dẹp hết nhưng cái tàn dư của các sứ quân
vẫn chưa thể nói là có thể giải hết, nên là chọn Hoa Lư làm kinh đô đáp ứng được yêu cầu là xây dựng một kinh đô, nhưng phải là một quân thành vững mạnh, trước hết là bảo vệ được nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, bảo vệ được vương quyền, đế quyền, và đồng thời là nơi để có thể lui có thế thủ, tiến có thế công, tiến ở phía Bắc để mà bảo vệ biên cương Tổ quốc, hoặc tiến ở phía Nam để mà giữ yên biên thủy. Nên là ở đây Hoa Lư là ba mặt là núi, một mặt là sông, đáp ứng được yêu cầu của tình hình lúc đó. Năm Canh Ngọ 970, vua Đinh bỏ niên hiệu nhà Tống, đặt niên hiệu là Thái Bình, lại truyền cho đúc tiền đồng Thái Bình Hưng Bảo, là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam, và đây cũng là triều đại đầu tiên đặt nền móng tài chính tiền tệ của nhà nước phong kiến Việt Nam. Đồng tiền Thái Bình được đúc bằng đồng hình tròn, lỗ vuông, có thể sâu thành chuỗi. Mặt phải có đúc bốn chữ Thái Bình Hưng Bảo, mặt sau có chữ Đinh. Hầu hết các triều đại vua sau đó, triều nào cũng cho đúc tiền của mình bằng đồng theo như nhà Đinh. Năm 971, Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bặc là Định Quốc Công, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, và phong cho con cả là Đinh Liễn là Nam Việt Vương, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Ngô Chân Lưu là Khuông Việt đại sư, Trương Mani làm Tăng Lục đạo sĩ, Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân Uy Nghị. Nhà vua xây dựng vương quyền với chế độ quân chủ tập quyền. Đây là nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Về ngoại giao với phương Bắc, năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang giao hảo với nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm Tĩnh Hải Quân tiết độ sứ An Nam đô hộ. Từ đó, Đại Cồ Việt giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Chính sách lược ngoại giao mềm dẻo, trong xưng đế, ngoài xưng vương của Đinh Tiên Hoàng đã làm cho quan hệ hai nước Việt-Tống thân thiện, để nước ta có điều kiện củng cố chính quyền, quân đội, xây dựng đất nước vững mạnh. Về quân sự, năm 974, Đinh Tuyên Hoàng lập 10 đạo quân, mỗi đạo quân có 10 lữ, mỗi lữ có 10 tốt, mỗi tốt có 10 ngũ, mỗi ngũ có 10 người, có trang phục thống nhất, đều đội mũ, bình đính, bốn góc vuông. Trang phục quân đội nhà Đinh đến các triều đại sau này cũng theo như thế. Vua thực hiện ngụ binh ư nông, đó là hình thức vũ trang toàn dân, dựa vào nghề nông mà phát triển quân đội. Đến năm 975, vua Đinh lại cho định áo mũ thống nhất cho các quan văn, võ. Thương mại thời kỳ này cũng phát triển. Năm 976, thuyền buôn các nước ngoài biển vào buôn bán và dâng lễ vật lên vua Đinh. Năm Kỷ Mão 979, Đại Thắng Minh Hoàng đế băng hà. Tương truyền, linh cữu được sơn táng ở Sơn Lăng, núi Mã Yên tại Trường Yên, Hoa Lư. Trong thời gian ở ngôi 12 năm, nhưng Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao to lớn là dẹp yên nội loạn, xóa bỏ tình trạng cát cứ, làm suy yếu đất nước nhiều năm, xây dựng vương quyền vững mạnh về thể chế và quân đội, kinh tế, văn hóa, công thương nghiệp có bước phát triển, vị thế đất nước được nâng lên tầm cao mới. Ngô Vương Quyền là người mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự chủ. Đinh Tiên Hoàng là vị anh hùng dân tộc, mở đầu nền thống nhất quốc gia, bức đại tự, chính thống thủy. Trong đền thờ vua Đinh ở Trường Yên, Hoa Lư như bảng vàng lưu lại ngàn thu võ công và văn trị, khoáng tiền vô hậu, tức là trước chưa có, sau không có, đúng như sách Toàn Thư và Tiền Biên đánh giá. Bậc đế vương chính thống của nước Việt ta khởi đầu từ đây. Các bậc vua thánh đế thần kế tiếp nhau, chấn tác sau này cũng đều to rộng theo bài học của triều Đinh, đó là ý trời sinh ra cho nước Việt ta bậc thánh nhân sáng suốt để nối tiếp quốc thống. Trên cơ sở nước Đại Cồ Việt thống nhất và cường thịnh, năm 981, Lê Hoàn có điểm tựa để đánh bại quân xâm lược nhà Tống ở phương Bắc và chinh phạt nước Chiêm ở phương Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền
toàn vẹn cho non sông đất nước. Hào khí dân tộc hứng khởi từ nhà Đinh, thịnh phát thời Tiền Lê, trước đó chưa từng có trong lịch sử.